Chào cả nhà, ngày mới chú Sáu kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu với kèn phi đi giải chài cả nhà. Chú Sáu cũng chài lại những cái điểm cũ nha cả nhà. Giờ cũng tới điểm rồi, kèn phi quải chài với xách thùng đi ăn trước cả nhà. Hôm nay nước cũng cạn để chài không biết có cá không đây. Lát có cá chú Sáu chia sẻ cả nhà mình cùng xem nha. Mấy cái điểm cũ này chứ chài cũng có cá nhiều lắm cả nhà. Xong là thấy là thành đồng lắm rồi đúng không? Nó nổi bọt lên đó. Đúng kênh. Cá lóc hả kênh? Lóc ơi. Cá lóc bự dữ à. Trời nó gọi ngay đây con ngay chú Sáu luôn nè. Ngay đây luôn. Sáu đồng lóc luôn hả? Ừ, ngay chú Sáu đứng nó gọi ngay đây luôn. Con bự ghê luôn. Chạy được con cá lóc đây nha. Phi nó phải ôm chứ để sợ thấy nó nhận. Cá lóc này bự lắm hả? Sao nó ôm dữ cả. Không phải ôm bự cả nhà, con này chừng 3 lạng thôi, nó sơ sẩy mà ôm chứ gì hết á, vô thùng luôn đó. Nãy giờ cá lóc bận cả nhà, phi lặn luôn cả nhà ơi. Vô chạy ơi. Đó. Đó đó. Vô. Đó, vô rồi. Hang của mình xấu đi mà thấy hang lắng lẫy luôn á. Trời nào. Đó. Chết rồi. Nó còn nó đi. Wow. Qua trời cả nhà ơi. Lớp vô chài, lớp phi mò dính nữa cả nhà ơi, qua cỡ rồi. Dịch hết rồi, chạy dưới rồi nó động nó lên trên, chạy trên là dính. Ừ. Dính con bón ở đây nữa. Vô luôn. Tiếp tục nữa nha. Quá từng cả nhà. Ôi cá lóc bự hết kìa. Đi. Qua tay yếu bữa nay tay nó hết yếu rồi. Ừ, cá lóc thành kỳ luôn. Ăn còn miếng nước vô. Có 2-3 con luôn hết kìa. Phi lặn qua đang đưa con cá chú Sáu nha cả nhà. Tại chú Sáu giữ cái thùng. Đó, lặn qua tới rồi. Một hơi này cũng dài dữ ta. Chà. Tới mé là chưa ngóc đầu lên nữa nè. Quá bự. Quá bự cái này. Này chạy vô mánh cả nhà. Thấy rồi hả? Phi mới vuốt lưng con cá phi nha cả nhà. Chỉ bị gai đâm thôi, còn cá thì bắt không được.
đâu dính ra nhau, tưởng xảy tưởng bị gai đâm ở nhà, nó chấp nhận bị cá chém vô tay nhưng mà phải ém cá cho bằng được nha cả nhà. Đùa con cá nè, ô quá trời bự luôn, ô con này quá trời cả nhà, quá bự luôn rồi, đổ vô thùng luôn, trời ơi con cá hết hồn, quá trời cả nhà, tưởng xảy đó nha, cả nhà nó bắt được, hay quá cả nhà ơi, quá hay à, quá hay à, đó, ôi cái trời này. Này chỗ này làm như móc đất lên đó. Ui. Mà nước chạy một cái mà. Đó trời ơi quẩn kìa Phi. Thấy quẩn không? Đó ngay nó còn còn vẫn sống đó. Ừ. Cho bá lửa luôn. Nãy giờ quẩn ngay đó hai cái rồi đó nha. Lên. Cá khủng, cá khủng. Lóc cá bông, cá lồng sông, cá teo. Không có con nào luôn. Đó. Đó, thôi tim nhỏ. Thôi tim nhỏ cá lóc. Phi lặn xuống cả nhà. Đó, lặn tiếp nữa. Ừ, Phi. Quẩn ra, hết hồn luôn. Chà bá lửa luôn. Trời ơi, quẩn hết hồn luôn con cá nhà. Trời ơi. Con này chắc bự dữ lắm thôi ơi. Chạy dính hả? Nãy giờ chuối nó giờ mình thấy nó. Giờ là chạy lụm rồi. Đúng. Ngày đó là vô gò đó. Kèn với Phi chài vào mò luôn nha cả nhà. Ở đây mò nhưng khi bắt được cá nó nằm ở ngoài cả nhà, nó nằm dưới dấu chặn cẳng á. Rồi mò là úm bắt lên thôi. Luôn ta. Nãy quẩn ra nó phình phình ngay đó mấy cái luôn mà. Hả? Đó, cá vô ngay đó đó. Nãy giờ dồn vô kia rồi. Đó, đó, đó. Kéo lên bờ luôn kem. Lên bờ luôn. Không có luôn. Đó, có con kìa. Có con Phi đây.
chạy vô trong kia mò. Có con súng á, con sen á hả? Vậy chứ cá vô đó dữ lắm á, cá vô đó nhiều lắm á Phi. Nãy giờ mình chạy ngoài đây là vô trong đó hết rồi đó. Nè Phi, Phi nè, quận kìa. Đó quận đó. Ừ, tao bán hết luôn. Quận cho bá luôn. Đó, một con. Ôi, ôi bay vô kia luôn rồi. Bay quá cỡ rồi. Hả? Ừ. Nãy giờ dồn vô đây nè. Ken bắt lên mình chài 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 vô Ken. Bắt hai đầu đó hả? Thì dưới kèm thấy cá chuối nha cả nhà. Cái cây thấy rồi không? Rượu luôn. Cà rô coi nè. Vô đi. Vô luôn, vô thùng luôn. Ừ con đó, cái đó là vô rồi đó. Con bự quá Phi. Wow. Chà. Quá cả nhà ơi, con này quá to rồi. Chà bá lửa luôn cả nhà ơi. Quá quá bành bành kiến bành kinh bành trướng Bắc Kinh cả nhà. Quá cả rồi. Vô. Vô thùng luôn. Con thấy cá lóc á. Thôi chạy từ nào giờ được vô đây các nhà ơi, hôm nay chạy trúng mánh rồi Phi ơi, vô mánh rồi con ơi, coi cá câu Phi chào clip rồi chia sẻ bà cả nhà mình cùng xem con. Qua wow, cả nhà ơi, vô đây 6-7 kg luôn. Trời, trời ơi, dằn hết công nữa chứ. Thôi cái clip chú Sáu thì tạm dừng ở đây, chào Phi luôn nghe con. Chào cả nhà, chúc cả nhà chào kem bên kia rồi. Clip chú Sáu thì tạm dừng ở đây, chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt, hẹn clip sau cả nhà.